Xin chào tất cả các anh chị em nhá. Và ngày hôm nay mình đã tới thành phố Hội An. Và bây giờ mình sẽ đi tham quan gọi là phố cổ Hội An. Nghe rất là lâu rồi mà bây giờ mình mới có dịp 30 tháng 4 năm 2022 này là mình tới tham quan phố cổ Hội An. Đang được thêm cái gì nữa? Và bây giờ mình sẽ cùng đoàn mình đi thăm phố Hội An nhá. Và đây là mình bắt đầu đi vào góc đầu tiên của phố cổ. Khá là đẹp. Đây, phố cổ Hội An, kính chào quý khách. Và đây, đây là cái ngã tư bắt đầu bước vào phố cổ đây. Và mình thấy rằng những cái ngôi nhà đây đều hầu như đều phố cổ cả. Và hành trình chỉ có đi bộ thôi. Đây là đoạn nhà mình này. Đấy, ai cũng đẹp và xinh gái. Đấy. Thấy chưa? Đấy. Cả đoàn có mỗi cô nữ này là đẹp nhất. Cô này là chưa vợ, chưa chồng, chưa con, chưa người yêu. Đó. Từng góc phố một. Và bây giờ mình sẽ hành trình đi thăm phố cổ. Và bây giờ mình đang đi cùng đoàn đi vào phố cổ đây. Đó. Đông lắm mọi người ạ. Và lát mình sẽ thưởng thức những món ăn ở phố cổ. Giống như kiểu là mì Quảng chẳng hạn. Hiện tại đang là chập tối, chưa đông lắm. Bầu view đấy nhau, ngày đẹp. Đây mình vừa quen được một cô bé người Quảng Nam. Ai bảo anh nghe em người Quảng Nam? Hết. Người Huế. Em người Huế à? Em người Hà Tĩnh. Hà Tĩnh, em chỗ mô Hà Tĩnh. Thật Hà. Thật Hà. Bạn này xinh lắm nhé các bạn nhá. Bạn này chưa có người yêu đâu. Mình chưa có người yêu đâu bạn. Mình đang giao bán bạn này từ khi lên xe đến giờ và vẫn chưa bán được. Và bây giờ mình sẽ cho mọi người ngắm phố cổ nhá. Anh Sơn quay cái cổng này nào. Hầu như là khu vực đều là nét, có gì đó là của phố cổ. Cái cổng rất là đẹp. Wow, chùa. Chùa Tháp Bảo. Đây bây giờ mới là chính thức. Bây giờ mới là chính thức vào phố cổ. Đây mới là chính thức vào phố cổ đúng không? Đây này. Hả? Người gái xinh lắm. Gái như mình cũng đủ xinh rồi mà. Phố đi bộ. Đồng Nam. Đây. Nhóm mình có hai người đẹp, đẹp nhất. Kìa. Đây là nét của những ngôi nhà cổ này.
sao như tất cả những cái kiến trúc ở đây đều là những ngôi nhà của ngày xưa thì người ta mới gọi là phố cổ Hội An, thành phố cổ. Đây, hai người đẹp của mình bắt đầu hành trình mua sắm. Đấy. Quán nhà mình tên chi đây? Thôi rồi, quả này là xuống à, bê cả cửa hàng về rồi. Đây, đây là cặp gia đình nổi nhất của đoàn đây. Từ nhỏ tới lớn một đồng phục. Túi vẫn còn trống nhiều lắm, cứ nhặt đi nhá. Đây con này là nổi tiếng thời gian vừa rồi. Ấn cho nó nói cái. Còn chơi cái nước đang nhỏ quá. Mình đứng mình thổi con nhìn đi. Cái này bao tiền mà nhỉ? Một lượng. Bố thổi đi con nhìn cả. Phúc ơi. Nó chỉ hát thôi đúng không? Kinh nhỉ, chú nhóc này cũng nhanh tay nhanh chân nhỉ. Đây đoàn nhà mình đang mua sắm nhá. Bạn nào muốn mua hàng hãy liên hệ số điện thoại này. Đấy, mọi người có thể đặt hàng nhá. Trời, rất là nhiều gái xinh. À sao? Đúng lắm. Hình như mình đang vào nông thôn đấy nhỉ. Quá đẹp luôn. Nó khác gì mà đi vào ngó, đi vào những cái ngó đằng sau nhà mình nhỉ. Đẹp. Wow. Trong này nó có góc này còn đẹp hơn là góc ngoài kia. Mọi người sẽ được xem kiến trúc nhà gỗ này. À, cửa cầu. Thôi đi về đi. Rất cổ luôn. Đây là Hội An. À, đây là cái cầu. Không phải, đây là cái cầu mà chúng ta nhìn thấy trong quyển lịch sử á. Cái cầu này. Đấy, rất là đẹp mọi người nha. Đây là cái cầu nổi tiếng luôn. Người ta nhìn thấy này. Đúng rồi. Đây là cái cầu ở Hội An. Bây giờ phải đi từng nhích từng tí một.
Nhích từng cm một. Đấy, còn ở dưới nước là du khách đang đi thuyền và thả đèn hoa đăng. Em ơi. Bám sát nhau nha. Đông quá mọi người ạ. Đông lắm. Đông người là đông. Mọi người nhìn lại cái cầu này. Nãy đi qua đường nào ấy? Nãy đi đường này. Thế bây giờ ra đây à? Đường này là đi ra cổng luôn đấy. Đi ra đây. Đi đường nào? Cái hồ khi nãy không? Ăn ngồi đấy không? Ăn đâu? Hồ lúc nãy á? Cái hồ lúc nãy hay là cái tầng ở đây là hồ lúc nãy thì đi đường này. Cái đó anh. Đông quá mọi người ạ. Bây giờ đang phải tìm phương hướng để tìm chỗ ra chỗ xe. Đấy, đông ấy là đông, mọi người nhìn nha. Và cảm ơn mọi người đã xem hết video này của mình nha. Mọi người thấy hay, mọi người hãy cho mình một cái chia sẻ, một cái subscribe kênh nha. Cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người ở những cái video tiếp theo.